Thế giới công nghệ cao trong năm 2012 Năm 2012 bắt đầu với những kỳ vọng lớn cho ngành công nghệ cao. Đợt IPO được chờ đợi từ lâu của Facebook đã được thực hiện trong tháng 5. Hai công ty khác cũng được chú ý nhiều đến đó là Zynga và Groupon cũng đã bán cổ phiếu ra công chúng. Hệ thống công nghệ cao dường như có nhiều ý tưởng độc đáo và tạo ra được giá trị to lớn. Tuy nhiên, với năm 2012 kết thúc, tình hình rất khác so với đầu năm. Sự nhiệt tình đã phai nhạt cùng với giá cổ phiếu Facebook, với giá mỗi cổ phiếu được liệt kê ở mức 38 Mỹ Kim khi bán ra công chúng lần đầu tiên. Ấn định giá trị của công ty hơn 100 tỷ Mỹ Kim, không lâu sau đó đã bị giảm mạnh với mức thấp nhất là 17.55 Mỹ Kim vào ngày 4 tháng 9. Nhưng đã gia tăng lên trở lại được một nửa những gì đã mắc trong những tháng tiếp theo. Cổ phiếu của công ty chơi game xã hội Zynga được liệt kê ở mức 10 Mỹ Kim trong tháng 12 năm ngoái, nay chỉ còn lại khoảng 1 phần tư giá trị. Trang mạng cung cấp các chương trình khuyến mại hàng ngày Groupon từng được ca ngợi là công ty phát triển nhanh nhất trong lịch sử cũng đã nhìn thấy một sự suy giảm mạnh từ đợt IPO trong tháng 11 năm 2011. Nói chuyện với Reuters tại hội nghị công nghệ LeWeb gần đây tại Paris, David, Kurt Patrick, tác giả của cuốn sách mang tên hiệu ứng Facebook, đã giúp làm gia tăng nhanh chóng mức xếp hạng của trang mạng xã hội, nói rằng sẽ là một sai lầm nếu bán đi cổ phiếu của Facebook. Ông Kurt Patrick bác bỏ quan điểm cho rằng Facebook, Groupon và Zynga có cùng một tình hình. Và cũng theo ông thì Groupon và Zynga là các công ty đang nổ tung vì ngay từ đầu các công ty này chỉ dựa trên một cơ bản không thể được duy trì lâu dài trong khi facebook là một công ty có nền tảng với triển vọng dài hạn to lớn facebook có thể hoặc không có thể thực hiện tất cả các cơ hội của mình nhưng nó vẫn có tiềm năng rất tích cực Tuy nhiên, hiệu suất cổ phiếu của ba công ty đã từng được quảng cáo rầm rộ này đã đưa ra câu hỏi về làm sao có thể đánh giá chính xác giá trị của một công ty trong thời đại kỹ thuật số. Đó là một câu hỏi mà Reuters đã đưa ra với các nhà đầu tư và các giới chức điều hành doanh nghiệp tại hội nghị các nhà sáng lập ở Dublin trong tháng 10 vừa qua. Ông Brian Wong, người sáng lập công ty Clip nghĩ rằng Wall Street có những nhận thức rất khác về hệ thống sinh thái công nghệ cao so với những người đang ở trong đó. Ông MG Ziegler, người sáng lập công ty Grandfund, nhấn mạnh về việc các công ty được đánh giá trên doanh thu đạt được trong giai đoạn đầu, chứ không ai lo lắng về doanh thu trong tương lai. Ông Eric Walsford, người sáng lập công ty SoundCloud, nói rằng trong khi đó công ty lớn trong ngành công nghiệp đang gặp khó khăn các công ty mới nên bắt đầu đặt câu hỏi liệu ipo có phải là một lựa chọn khả thi hay không ông david kutpatrick người sáng lập công ty Technonomy, nói rằng toàn bộ nền kinh tế tiếp tục được biến đổi bởi các công ty internet và nếu bạn không nhận ra tốc độ mà xã hội và kinh doanh đang thay đổi thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội khổng lồ khi là một nhà đầu tư hay một nhà lãnh đạo kinh doanh vì vậy nếu facebook không trở thành một google kế tiếp như nhiều nhà đầu tư đã hy vọng thì điều này có nghĩa gì đối với các công ty mới đang nghĩ đến việc thực hiện ipo